chân dung người chồng Việt Kiều của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Thấm thoát đã 20 năm, Á hậu Trịnh Kim Chi và chồng đại gia Trấn Phương về chung một nhà, trải qua một chặng đường dài với bao hỉ nộ ai ố, cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc của cặp trai tài gái sắc trở thành biểu tượng trong lòng công chúng. Ngày ấy nàng Á hậu, và chàng doanh nhân điển trai thành đạt phải lòng nhau ở nơi xứ sở cà hoa. Trịnh Kim Chi tìm hiểu doanh nhân Việt Kiều Võ Trấn Phương khoảng một năm trước khi tiến tới hôn nhân, họ chinh phục nhau bằng sự chân thành. Sau khi kết hôn, Trịnh Kim Chi tạm gác lại công việc nghệ thuật, theo ông xã sang Mỹ định cư. Nhưng niềm đam mê nghệ thuật và nỗi nhớ nhà đã thôi thúc cô trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Vì quá yêu nàng Á Hậu, doanh nhân Trấn Phương đã quyết định gác lại công việc nơi trời Tây để theo bà xã về Việt Nam và ở rẻ trong gia đình cô. Anh biết tôi rất thương mẹ và luôn muốn được ở gần mẹ vì bà cũng lớn tuổi rồi, anh cũng không muốn tôi phải bỏ nghề, không chút do dự anh quyết định cùng tôi trở về Việt Nam để được gần gia đình nội ngoại và ở luôn nhà vợ. Bố mẹ chồng cũng hiểu và tôn trọng quyết định của cả hai. Tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc để vợ chồng con cái có nhiều thời gian ở cạnh ông bà nội. Ông xã của cô là người gốc miền Nam nhưng sau khi lấy vợ miền Bắc và sống cùng gia đình vợ, anh hòa nhập rất nhanh. Bây giờ anh ấy dành về văn hóa phong tục của người Bắc, thậm chí anh còn nghiện cả món ăn Bắc. Vốn là người thiên về chiều sâu, nên anh rất cẩn thận và chịu khó tìm hiểu văn hóa vùng miền. Anh rất sâu sắc và luôn được lòng mọi người trong cách đối nhân xử thế. Năm 2002, người đẹp đón con gái đầu lòng là võ Trịnh Khánh Ngân, tên thân mật của bé Ngò. Một thời gian sau, vợ chồng nữ diễn viên truyền hẳn về Việt Nam sinh sống. Tháng 6 năm 2016, Trịnh Kim Chi hạnh phúc đón con gái Khánh Vi, chào đời, vượt cạn lần 2 ở tuổi 43, Á hậu Việt Nam. Cảm thấy may mắn khi ông xã Trấn Phương luôn ở bên cạnh chăm sóc cưng chiều, nhà có người giúp việc nhưng anh ấy nhất định muốn tự tay mình, làm mọi việc mới yên tâm, nữ diễn viên tiết lộ. Ở tuổi 17, con gái Khánh Ngân ca 1m7 được nhận xét thừa hưởng nhiều nét xinh đẹp từ mẹ Trịnh Kim Chi. Trong tương lai, nữ sinh dự định du học ngành quản trị kinh doanh để tiếp quản công việc của gia đình thay vì theo đuổi nghệ thuật hay thi nhân sắc. Những lúc rảnh rỗi Khánh Ngân tham gia một vài vở diễn cùng mẹ, con gái út Khánh Vi của Trịnh Kim Chi cũng đã lớn mỹ nhân gốc hà nội vui mừng vì con gái ngoan ngoãn đáng yêu thỉnh thoảng cô dẫn khánh vi đến các sự kiện đi từ thiện để con hiểu thêm về công việc của mẹ hiện trịnh kim chi tham gia diễn xuất và quản lý sân khấu kịch mang tên mình còn ông xã trấn phương điều hành công ty sản xuất nhựa hai vợ chồng luôn hỗ trợ san sẻ công việc cho nhau dịp tết họ còn tranh thủ dạy hai con gói bánh trưng Trịnh Kim Chi nói cuộc hôn nhân của mình may mắn vì chưa từng gặp sóng gió, dù bận rộn vợ chồng cô luôn quê quần bên bữa cơm tối, dẫn con đi chơi vào cuối tuần và chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào lên trang cá nhân. Á Hậu kể thêm, ông xã rất tâm lý thương vợ con và rất hiểu cho nghề diễn của tôi, nhiều lúc tôi mê công việc, anh thay vợ chăm sóc lo lắng cho gia đình. Á Hậu Việt Nam 1994 chia sẻ, vợ chồng cô hâm nóng tình cảm giữ lửa hôn nhân bằng những chuyến du lịch. Mới đây, ông xã đại gia gây bất ngờ khi tạm biệt thượng Nhân dịp sinh nhật tuổi 47 của Trịnh Kim Chi, trước đó vợ chồng cô từng đi khảo sát căn biệt thự này nhưng vẫn chưa quyết định mua. Anh đã kiên nhẫn chờ đến hôm nay sinh nhật của em. Anh âm thầm bao lâu nay tặng em món quà vô cùng đặc biệt. Em và hai con cứ toàn quyền thay đổi màu sắc vật dụng trong nhà nhé. Sinh nhật vui vẻ hạnh phúc nhé vợ yêu. Doanh nhân chấm phương nhắn nhủ đến vợ sau hơn 20 năm bên nhau, Trịnh Kim Chi vẫn giữ thói quen bày tỏ sự lãng mạn với ông xã. Mới đây cô gửi lời yêu thương đến chồng trong ngày sinh nhật. Năm nay không có làm sinh nhật nha ông xã. nhẹ nhàng vậy thôi. cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật của mọi người nhiều ạ. À trịnh kim chi viết trịnh kim chi còn gửi những lời ngọt ngào đến chồng ông xã lại một năm nữa và thêm một tuổi mới một năm đầy biến động với hai vợ chồng nhưng sẽ vượt qua hết bởi luôn có nhau chúc ông xã sinh nhật vui vẻ hạnh phúc thêm tuổi mới nhiều may mắn nhiều yêu thương yêu thương vợ con bất chấp và vô điều kiện nữa điều đặc biệt chỉ còn có một hậu phương vững chắc ở bên nói về người chồng tâm lý này á hậu trịnh kim chi chia sẻ tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và có ông xã yêu thương vợ con ngay từ khi sinh con gái thứ hai ông xã đã lo từ a đến z bây giờ bé khánh vi còn cuốn ba hơn mẹ mình may mắn có một người chồng yêu thương vợ con nếu như mình không gặp ông xã chưa chắc mình đã hoạt động nghệ thuật tuần xuất được nhiều như bây giờ vì khó có người nào thông cảm nghề diễn đi suốt như thế này. Chưa kể công việc của mình nắng mưa bất chợt, Lúc đi cả ngày, lúc nghỉ cả ngày, ông xã luôn hiểu đam mê nghề nghiệp của mình nên gánh vác và ủng hộ tinh thần trong những dự án nghệ thuật để mình yên tâm lo cho công việc. Và tháng 9 vừa qua nhân dật kỷ niệm 21 năm ngày cưới, Trịnh Kim Chi cũng dành lời ngọt ngào cho ông xã. Vậy là mình đã cùng nhau được 21 năm rồi ông xã. Một năm kỷ niệm ngày cưới đặc biệt trong căn nhà Bình yên anh ha Cảm ơn anh đã luôn yêu thương và che chở cho mọi con em Gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau ông xã nhé Sau hai mấy năm sống chung với chồng Trịnh Kim Chi thấy bản thân may mắn Ông xã là người tinh tế và tâm lý, anh ấy hiểu vợ, có thể đọc được những suy nghĩ tâm tư của mình, chỉ cần biểu hiện của tôi thôi, anh cũng biết tôi đang vui hay buồn. Cô tiết lộ, nói về cuộc hôn nhân của mình, bà bầu sân khấu kịch cho hay, anh là người chồng lý tưởng không chỉ lo cuộc sống hiện tại mà còn lo cho tương lai của các con. Chúng tôi xây dựng hôn nhân trên tinh thần tôn trọng, thấu hiểu, tin tưởng, hôn nhân chia theo từng giai đoạn. Với tôi, 5 năm đầu tiên là khó khăn nhất của hôn nhân, bởi lúc yêu nhau cái gì cũng đẹp, lấy nhau về để có thể người ta chỉ toàn thấy tật xấu của nhau khi vừa qua được 5 năm đầu, chúng tôi cứ thế gắn bó cùng tự hoàn thiện học cách chấp nhận và cải thiện lẫn nhau. Chúc cho Á hậu Trịnh Kim Chi cùng gia đình nhỏ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau.